Rồi, shop là cô Phạm Duy chào tất cả anh em một thổ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ ngày mùng 6 tháng 1 cho nên. Cái video này cho mình là có một thanh lý cho mình nha, một cái bao vải này và một số cước nha, cước của công Mỹ Chilai. Một con máy của Bio nha, có dòng chai tuner này, bài tuner này xả nhanh nha. Và cần thì chỉ có cho mình là ba mẫu cần. Những dòng như là mini. Đây ISO mini ngắn gọn nha anh em. Và một số cần ISO thì từ 2m7 cho đến tầm khoảng vào 6m3, 5m4. Đây có khoang lớn, khoang nhỏ, cần lua rút này. Đây có hai con cần lua rút nha, cần MH này, khoang xích. Cần lọc thì những dòng như là phôi hay da của Shimano Olympic này, Ryobi. Cần dây trong, cần tay thì có cần ISO đã hại cần tay này, phôi hay da rất đẹp nha, 5m4, 6m3. Một số cần cắm gốc, he chi, câu biển, câu ngâm lăng xê cho mình đây. Đây có dòng sau rớt nha, khoang gold này, cần rất là đẹp. Thì bên em sẽ báo rõ tình trạng tất cả sản phẩm ở đây nha. Anh em lưu ý mình cứ xem kỹ video, chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo 0923534779. Ship code toàn quốc 30 ngàn một đơn. Thì em sẽ lên trước cho mình là một con máy nha này. Con máy này là của dòng Shimano nha, dòng Bituner. Đây Bituner 4000 nha, xe chuẩn cho mình. Con này thì xả nhanh nha này. Hàng có bên hàng Malaysia này, xuất thị trường Nhật. Con này đổi tay quay được, cái tay quay của nó thì nó sẽ có miếng nhựa bọc này nha. Thì cái hàng Nhật về thế nó không còn nữa. Đây, nó có miếng nhựa ở đây thôi, chứ không ảnh hưởng gì nha. Tập thể thế này. Con này giá mới của máy thì nó rơi cho tầm khoảng 2.8 triệu nha, để cho mình giá tốt thôi. Tình trạng của máy thì sẽ có sức dăm sơ. Tình trạng rơi cho mình tầm khoảng 90% nha. Đây, bà chú nó xả nhanh nha này. Có dạng như đôi chuột cho mình này. Đây, chỉnh nha. Con này thì máy cực kỳ là ok rồi. Size 4000 thì mình cũng ngâm cô lăng xê được này, lô cước này, hợp kim nha, lưỡi gà, gà cước này, rất là nhạy nha, còn là cước thì còn mới, sẽ có sức dăm một xíu thôi máy thôi. Thì máy đổi tay trái phải được, qua bé đầy đủ nha này, đây, áo đầy đủ nha, bài tuner thì bao mượt rồi, đó, con máy để cho mình giá tốt cho anh em, giá con này là 1.3 triệu nha, đây, 1.300.000, bài tuner dòng xả nhanh nha, chúc chạy 2 triệu đổ kế này, máy cực kỳ mượt nha, 1.300.000. Rồi, đây là mình hai cuộn cước Mỹ nha này. Cước này thì em chỉ còn hai cuộn thôi, nhưng mà sót rồi cho mình hai cuộn này. Thì chỉ còn là 1 chấm thôi nha, 1.5 thì hết rồi. Cái này thì trước anh em lấy rất là nhiều nha. Thì cước này là cước của dòng BK, dòng Chilai của Mỹ nha, máy thì USA. Cước này là số 1 cho anh em. Một cuộn này là dài 500m nha. Đây một cuộn là dài 500m cho mình. Thì tải cá mát là 5,5 kg. Cái này thì mình thích là mình cầu tay thôi nha. Đây cầu tay. Một cuộn thế này là bán lẻ cho mình là 90.000 nha. Anh em mua kèm cước thì kèm cần sẽ hỗ trợ ship, hoặc mua hai cuộn sẽ miễn ship nha. Hiện tại chỉ còn cho mình hai cuộn thôi. Đây, cứ dòng Chilai nha. Đây dòng Chilai của Mỹ nha này. Chưa xài qua nha, còn mới cứng. Chỉ còn cho mình hai cuộn thôi. Trong cái này thì hết rồi. Đây. Còn cái bao thì thanh lý cho mình cái bao này. Bao này giá là 100.000 nha, bao của Shimano, cái bao này dài nha, bao mềm. Cái bao này thì nó dài cho mình là 1m65 nha này. Đây, bao này dài là 1m65 nha. Thì cái bao này thì nó sẽ có cho mình là hai ngăn. Đây cái bao này dài nha. Anh em mình để cần 3 mét đều được này. Thì nó sẽ có một cái ngăn phủ ở ngoài này cho mình bỏ phao, cái phụ kiện lặt vặt này. Đây, bao mềm nha. Đây, một cái ba ngăn phủ như này. Và sẽ có một cái dây đeo bao của Shimano. Cái ngăn này ngăn phủ nhỏ, còn cái ngăn này ngăn phủ lớn này. Cái ngăn phủ lớn sẽ bự hơn nha. Bỏ phao fit là đầy đủ được cái này. Nếu có ba ngăn, cho mình là hai cái ngăn phủ nhỏ và một cái ngăn chính. Ngăn chính của nó thì dài là 1m65. Đây, 1m65 nha này. Thì cái này thì 100.000 nha, ship là 30.000, anh em lấy lẻ, còn lấy kèm cần thì hỗ trợ ship nha. Đây, bây giờ thì lấy hai món đổ lên thì hỗ trợ ship hết. Đây, thanh lý nha, 100.000 thôi. Đây, là bao rồi còn ok xài được hết ạ. Mới chưa xài qua nha này. Đây, chưa xài qua cho mình nha. 1m65. Rồi cần thì 30 mẫu cần, mã số 1 thì đây sẽ có một con cần mini, ISO mini nha này. ISO mini của hãng Suyumi này. Dài là 5m1, độ cứng 2. Con này cứng nha, con này tính theo cứng tầm khoảng 4H đối với cần tay cho mình. Hàng nội địa Nhật nha. Khoen pad là khoen pad Fuji. Đây, loại xịt đất xám hết. 5m1, độ cứng 2 thì con này ngọn cần là 1.2 ly. Ngọn sẽ có 1 này. Đây, khoen chạy nha. Cần thì là carbon xoắn vân toàn thân rồi. Mấy con này thì mình bỏ cốp xe, ba lô mình đi du lịch nha. Cực kỳ nhỏ gọn. Thì cái này là lóng zin của cần nha. Sẽ có một lóng sẽ bỏ khoen này. Đây, còn lóng khoen là chỉ một lóng bỏ khoen này, tại vì cần mini ngắn á, nó không có cần phải làm nhiều nha. Đây bỏ khoen như này, zin theo cần như vậy nha. Để tổng thể thế này, con này thì phôi tương đối dày nha, cứng tầm khoảng 4H, tính theo cần tay, cân nặng là 270g, mã số 1, giá 600 như này, thu gọn 52cm nha. Mấy con này sẽ kèm nắp chụp hết nha, nó sẽ có nắp chụp Fuji kèm cho mình thế này. Đây Suyumi,
Mã số 2, một con cần, con này dụng dạng là cần ISO khoen lớn, cần súp lỡ như này. Con này thì còn mới, nó sẽ có một cái nắp chụp như thế này. Nói chung cần súp lỡ hay ISO thì em sẽ kèm nắp chụp hết. Con này có dòng là HB, là dòng Hibiki nha em. Hibiki, độ dài con này là 2m7, độ cứng 10 nha. Con này hàng có vẻ là nội địa Nhật này, Hibiki này, có tem vàng đầy đủ đây. Thì pad là pad vặn này, chính hãng theo cần. Dàn khoen cũng là khoen chính hãng theo cần nha. Có loại sứ đây. Cứng 10 thì nó cứng tầm khoảng độ cứng 3 tính theo cần tay, ngọn lớn nha, 1.8 ly. Đây cái đầu bố xích chống xoắn này. Ngọn nước sơn màu trắng thì nó sẽ có cho mình là ba khoen chạy cho mình. Có đây có rất là mới vậy đây. Hibiki. Đây, cần đẹp này. Đi kèm là ba lóng rồi nha. Con này thì mình câu lua rút hay mình câu dạng ISO tay trợ máy, câu ngâm cô đơn được này. Đây cảm giác thôi, 10 cân tầm khoảng 3. Cân nặng con này chỉ có là 140g, mã số 2, giá 500 ngàn nha. Đây Hibiki nội địa Nhật. Gốc thì có sẵn dây bộ hiểm ở đây. Mã số 3, con này thì dạng súp lỡ như này. Con này dạng súp lỡ, con này thì của dòng Olympic nha. Olympic dòng Century. Dài là 2m7 của dòng Neo Black Spin. Hàng cũng là nội địa Nhật này, có tem vàng. Mấy cái này là mấy cái bẫy cá này, cái bẫy cá cần thủ cho đất câu á thì nó dính này, chưa có vệ sinh nha. Bass Fuji F6. Khoen Bass Fuji loại xịt đất xám, 2m7 thì con này ngọn cần đo cho mình là 2 ly. Cái độ cứng con này cũng tầm khoảng vào 15 đến 20 thôi. Đây ngọn thì nó có cho mình hai khoen chạy nha. Cần thì nó sẽ kèm cho là ba lóng. Đây, kèm ba lóng nha. Tình trạng sẽ có sức giam sơn thế này. Thế là cho mình câu lô rút hay mình câu ngâm câu đơn đều được này. Suzumi Olympic nha anh em, 2m7, cân tầm khoảng 20, hàng nội địa Nhật. Cân nặng là 160g, mã số 3, giá con này là 550 nha. Đây 550.000. Chỗ này thì bị xước sơn một xíu ở đây, còn lại cần thì còn ok nha. Mã số 4. Số 4 thì cái con này là cái con cần tay lên khoen cho mình này. Anh em lưu ý nha, con này là con cần tay lên khoen từ bên Nhật người ta lên sẵn nha. Con này thì người ta lên cho mình cái bắt vặn luôn. Đây cái bắt vặn Fuji FS 18. Độ dài con này là 2m8 nè, con này dạng ISO khoen nhỏ 2m8, cứng tầm khoảng 3H tính theo cần tay. Đây còn 2m8 nha, ngọn con này là 1.2 ly. Thì nó ngọn sẽ lên cho mình 1, 2 và 3 khoen chạy này. Ngọn con này thì là ngọn đặt cọ tháp nha nè. Đây ngọn long phụng này. Đây, cần hiện tại là 2m8 nha. Dạng cần ISO khoen nhỏ. Con này em phải xả cần tay vẫn được. Phôi carbon xoắn phần toàn thân thế này. Đây, khoen bát Fuji nha. Đây, con này thì bát vặn nha. Bắt bắt vặn cho mình, mấy con này nó gắn bắt gập, nó con này nó lên sẵn mấy bắt vặn luôn. Và cái tay cầm được cuốn chỉ và dây mây 2m8, cứng tầm khoảng độ cứng 2-3H. Cân nặng là 150g, mã số 4, giá 400 ngàn nha. Đây, 400. Mã số 5. Số 5 thì một con ISO càng nhỏ. Con này của dòng C-Mart cho em. Của C-Mart này thì đa số là Hàn Quốc nha. Dài là 4m5, độ cứng 1.5. 1.5 này mình xả cần tay thì ra cho mình tầm khoảng 3H thôi. 3H thì cần ra thẳng cảm giác, khoen pad Fuji, loại xịt đá xám. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 1 ly, phôi carbon xoắn vân, sẽ có cho mình là 1 và 2 khoen chạy đây. Thì bên em vẫn hỗ trợ xả cần tay nha. Xả cần tay thì cuốn chỉ và lên keo đầy đủ luôn. Xả cần tay hay những cần lọc mà muốn hạ pad thì bên em, anh em lưu ý nha. Mình cọc trước thì bên em sẽ hỗ trợ hạ cho mình. Đây, tình trạng thế này nha. Hàng bãi thì không tránh thay xước rồi. Cân nặng của cần là 240g, mã số 5, giá 500 ngàn ạ. 500 nha. Ở đây toàn bộ là cần carbon hết nha. Mã số 6, một con cần ISO khoen nhỏ, con này của hãng NFT nha. Đây NFT. Dài là 5m3, độ cứng 2, của dòng Avanke, dòng Powerlop nha. Tình trạng con này hơi cũ để mình giá tốt này. Khoen pad Fuji CD8, phôi con này là phôi hai da nha. Đây phôi hai da. Con này để cho mình giá rẻ thôi, 550 nha em. 550.000. Ngọn là 1.2 ly, con này xả cần tay thì nó rơi cho mình tầm khoảng 4H nha. Đây con này là ngọn đặc này, ngọn tháp, long phụng. Trừ cái lóng ngọn đó thôi, còn mấy lóng còn lại là hai da hết nha anh em. Đây ngọn hai da nha. Xả tay tầm khoảng 4H. Đây tình trạng thì nó hơi cũ nha. Nó rơi cho mình tầm khoảng vào 80 thôi, 80% thôi. Đây, thì để cho mình là giá là 550 nha. Đây 550.000. Pad con này là pad vặn nha. Fuji NFT chính hãng cho mình này. Gốc con này thì được bọc cái chỗ này thì nó cuốn chỉ nha, nó làm cái dây buộc bảo hiểm á, tháo ra nó hơi bị tróc sơn như này. Còn nắp chụp thì xoáy vặn bị nốc rồi. Cân nặng của cần là 240g, mã số 6, giá 550 thôi. Mã số 7. Số 7 thì con này là ISO hạ tay. Con này thì ISO để hạ cần tay rất là ngon này. Con này hạ tay ra cho mình tầm khoảng vào con này phải 5H cho anh em. Con rất đẹp nha, con này thì thông số là 5m3 cứng 5m4 cứng 3 nha. Cần carbon. Con này hàng có bằng nội địa Nhật như này, để tem vàng đầy đủ. Con này xả tay thì nó rơi cho mình tầm khoảng 5H nha, cần nó thẳng tắp luôn. Khoen pad Fuji xứ xám này.
có thể xả tay và đánh chép đánh mè thoải mái như này. À, cứng 3 ngọn 1.5 ly, ngọn cần sẽ có cho mình hai khuyên chạy đây. Ba khuyên chạy như này. Cần là cần carbon nha, đây carbon. Này sóng vân toàn thân. Đây, nước sơn thì màu đen thẫm như này. Đây, tụ địa nhật nha. Đây, tổng thể thì nó còn tầm khoảng 9% á. Ok nha, hàng đồ điện Nhật. Bát lớn nha, Fuji F7, tay cầm thì được cũng được làm nhám và nắp chụp thì xoáy vặn này. Cân nặng con này là 300g mã số 7, giá 700.000. Mã số 8, số 8 thì con này dạng súp lở sâu khoang lớn, con này mình câu lua rút hay mình câu ngâm đeo đơn được này. Con này độ dài cần là 3m cho anh em, 3m tính theo cần súp lở, cứng tầm khoảng 15, tính theo ISO thì cứng tầm khoảng độ cứng 4 nha. Con này khoen phát chính hãng theo cần. 3m ngọn là 1.4 ly, ngọn sẽ có 1, 2 này. Khoen chạy ra nước sơn thì màu trắng, zin đeo cần này. Nước sơn thì màu xanh mấy lóng còn lại nha. Thì con này 3m mà đi kèm là 4 lóng. Tại vì con này nó ngắn như này. Nó ngắn. Khoen đi ba con này là khoen chạy nha. Đây khoen đi ba con này là khoen chạy cho mình này. Đây khoen chạy cho mình ạ. Đây, tổng thể thế này. Độ dài là 3m, cứng tầm khoảng độ cứng 3, cứng 4 đến tùy theo cần ISO nha. Con này thì cân nặng là 220g, mã số 8, giá 500.000 nha. Con này mình câu lua rút hay mình câu ngâm câu đơn đều được này. Để 3m nha. Mã số 9 thì con này là con cần lua rút nha. Con này con cần lua rút của dòng Titanic Enjoy của dòng Seamart này, Gold Fueling. Độ dài con này là 11 feet là 3m nha. 3m3, dài là 3m3. Thông số tải mùa là 1/2 đến 2 OZ. Thì nó rơi cho mình tầm khoảng 56g. Tại cá mát là 20 là bao nha, tầm khoảng 9 ký cá. Đây con này phôi của mình là phôi hay da này. Tình trạng con này có sức dâm nha. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji, đây loại xi đất xám hết. Thì 3m3 con này cứng tầm khoảng với M. Con này thì mình lua lóc này, mình lua nhé hơi nhé thật. Hay mình cung ngâm cô đơn đều được. Ngọn là 2.3 ly nha. Ngọn sẽ có 1 này, 2 này. Hai khuyên chạy cho nè. Đây có hai khuyên chạy cho mình nè. Con này trừ cái lóng ngọn thôi, còn mấy cái lóng còn lại cũng cần là hai giá cho nè. Đây phôi hay da này. Con này xả cần tay thì nó rơi cho mình tầm khoảng từ 6-7 hát nha. Thứ M mà tức là cứng rồi. Đây tình trạng của nó thì có phủ nó bóng hai cá ngoài á, thì lâu ngày nó bị tróc sơn thôi. Còn lại thì ok cho nè. Phôi hay da. 3m3 độ cứng của cần tầm khoảng và M đến MH á. Đây 3m3 nha, cần lua rút, tay cầm cán mút, bát vặn Fuji DPS. Con này thì cân nặng của cần là được 300g, mã số 9, giá 800.000 nha. Đây 800.000 cho mình ạ, lua rút nha. Ơi mã số 10 thì một con cần là ISO khoen lớn. Con này thì độ cứng cao, cho nên mình đánh lục độ cần hay mình câu lục câu bình đều được này. Con này thì cần của dòng Daiwa, độ dài con này là 5m3, độ cứng 5 nha này. Cứng 5 thì dạng cứng rồi. Hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật nha. Đây Việt Nam xuất Nhật thì đa số là bắt vặn nha, khoen lớn. Đây tổng thể thế này con này xây xước để cho mình giá tốt hơn. Ngọn con này thì đo cho mình được trên này xác là ngọn 1.6 ly thì ngọn cần sẽ có 1, 2 này, 3 khuyên chạy nha. Tình trạng con này thì carbon xoắn vân. Nói chung là mấy cái lóng của nó thì sẽ có sức sơn nha này. Để sức sơn dăm dăm sơ theo cần thôi. Còn lại thì ok nè. Đây sức dăm thế này. Còn thì cần thì còn đẹp và sáng ok này. Cái lóng thứ hai dưới đổ lên thì nó sẽ có sức. Đây hơi nặng nha, chỗ này thôi. Đây qua 5m3 độ cứng 5 nha. Đây tổng thể thế này. Hàng Việt Nam xuất Nhật có tem vàng đầy đủ. Cân nặng của cần là 410g, mã số 10, giá 800.000. Mã số 11, một con cần lục như này. Đây con cần lục cho mình đánh lục độ cần gần bờ này. Đây đánh lục độ cần gần bờ. Con này thì của dòng Aurora, độ dài con này là 39 này. 39. Cần có rất là đẹp nha. Khoen bát Fuji, lọ xi đá xám. Ngọn cần thì đo cho mình xác này là ngọn 2.2 ly, độ cứng cần thì đo cho mình tầm khoảng 25, ngọn có 1 này. Đây có hai khuyên chạy nha. Phôi là phôi carbon này, xoắn vân toàn thân. Đây. Carbon xoắn vân toàn thân nha. Đây cần thì còn rất là đẹp và sáng. Thế là mình đánh lục độ cần gần bờ, đánh bạc bãi bạc biển này. Thì mấy con này bên em vẫn hỗ trợ hạ pad nha. Giống như mấy con này thì pad hơi cao. Mình đánh không được thì em vẫn hỗ trợ hạ xuống nha. Đây con này thì hiện tại pad gần 50. Thì trong là Việt Nam mình sẽ đánh từ gốc lên chân pad tầm khoảng 27-28 thôi. 3m9 cứng 25, cân nặng 350g, mã số 11. Để cho mình giá là 700 thôi nha, 700.000 ạ. Mã số 12, một con cần lục. Con này cần lục cần rút của dòng Olympic nha. Con này hai da rất đẹp nha. Đây cần lục này của hãng Olympic. Con này của dòng Century, dòng Superway này. Độ dài con này là 4m2 nha. Độ cứng con này thì nó ra cho mình tầm khoảng 27. Hàng đồ điện Nhật này, tem vàng. Pad Fuji F7, dàn khoen Fuji loại xi đất xám. Đây phôi hai da nha nè. Con này phôi hai da giống như cái con cần lua rút cho mình luôn. Thì ngọn cần thì đo cho mình xác thì này ngọn là 2.7 ly. Con này trừ cái lóng ngọn nước sơn màu trắng nha.
đây nước sơn màu trắng ở trên và carbon xoắn vân ở dưới. Còn mấy lóng còn lại là hai giá này. Đây, cái con này đánh lục đầu cần, đánh gần bờ, đánh bạc bãi bạc biển được nha anh em. Mấy con này săn cửa hàng rất đẹp nha. Đây, cần còn sáng và ok này. Đó, hai giá rất đẹp. Hàng nội địa Nhật Olympic, cân nặng con này là 420g, mã số 12. Giá là 1.200.000 nha anh em. Đây, 1.200.000. Mã số 13, một con cần lục của dòng Shimano, con nhìn địa cho mình giá tốt nha anh em. Slider dòng 405 DST. Hàng Indo xuất thị trường Nhật này, có mã code và tem vàng nha anh em. Tình trạng gốc sẽ có sức dâm một xíu ở đây. Đây, con này thì giá thị trường hơn 2 triệu để mình giá tốt nha. Bass Fuji Stylus LS7, dàn khoen Fuji xứ xám. Cấn DS từ tầm khoảng 27, con này ngọn 2.5 ly. Đây, sẽ có sức sơn thế này nha. Ngọn có 1 này, hai khoen chạy có định vị đầy đủ nha anh em. Đây, phụ kiện bon xoắn vân. Đây, tổng thể thế này. Cần thì nó sẽ còn sáng đẹp ok cho mình đây. Đây, sáng đẹp nha. Có sức giảm sơ theo cần thôi. 405 DST nguyên bản cho mình. Cân nặng của cần được là 400g, mã số 13, giá 1.800.000 nha anh em. Đây, cho mình giá là 1.800.000 nha. Slider. Mã số 14 này, 14 thì một con cần lục 3 khúc, con này của dòng Ryobi. Đây Ryobi con này phôi hay dài anh em. Của dòng GFX nha, đây GFX Pro Sky. Con này 3 khúc 405, cứng 30, con này cứng tầm khoảng BX đối với những cần rút cho mình nha anh em. Anh em lưu ý nha, con này cực cứng. Ngọn là 3.5 ly, còn lại tất cả dàn khoen bên là dàn khoen full sheet, phôi carbon xoắn hai da toàn thân này. Đây từ gốc tới ngọn luôn. Đây con này thì bán là bắt gặp nha Fuji F7. Gốc con này thì bằng cán gỗ nha. Đây có dòng GFX. Hàng nội địa Nhật nha. Đây 405. Con này phôi của mình là phôi hai da này. Phôi hai da từ trong ra ngoài cho mình luôn nha. Đây em nhìn kỹ nhá. Phôi da từ trong ra ngoài cho mình luôn. Của dòng Ryobi. Cái mình là khoen sheet. Con này cứng tầm khoảng BS nha anh em. Cái con này mình quăng á tầm khoảng 40 đến 60 mét độ lại là ok này. Khoen sheet hết. Cân nặng con này là 520g, mã số 14, giá là 4 triệu nha. Đây, 4 triệu cho mình ạ. Đây, con Ryobi rất đẹp nha. Mã số 15 là một con cần lua rút. Cái con này thì hàng tuyển hàng hệ cho mình rồi. Đây con cần lua rút của dòng Daiwa nha anh em. Cực đẹp nha. Con này thông số cần là độ dài con này là 11 feet là 3.3 m, độ cứng là MH này. Đây MH thì dạng như gần cứng nhất rồi của dòng Facit Phantom. Hàng Taiwan xuất Nhật nha anh em. Đây Taiwan xuất Nhật. Thông số tải mồi từ 10 đến 50g, tải cả mắt 25 lờ bao, tầm khoảng 12 kg cá. Cái dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet, con này thì hầu như là còn mới cứng nha anh em, chưa sử dụng qua luôn. Ngọn cần là ngọn 2 ly. Cái dòng này thì có định vị nha. Đây có định vị khoen này và khoen sheet nha. Con này mình lùi nhá, hơi và nhớ thật đều được này. Đây định vị khoen. Cái ngọn con này sẽ có ba cái định vị nha. Ba cái khoen chạy cho mình có định vị hết, định vị lóng, định vị khoen đầy đủ hết này. Đây. Cần cực đẹp nha. Con này hầu như là mới trên 95% cho mình á. Lùi nhá, hơi và nhớ thật đều được này. Đó, dàn khoen full sheet nha. 3.3 m. Tay cầm cán mút bắt vặn ở Daiwa Fuji chính hãng cho mình này, cực kỳ nhẹ nha. Đây, tổng thể này. Con này thì cân nặng được là 210g, mã số 15, giá 1.800.000 này. Đây, con này giá 1.800.000. Cái con hàng hệ này thì khỏi phải bàn rồi. Lùi nhá, hơi nhớ thật đều được. Tới thế là đây sẽ có mình là hai con cần dây trong nha em. À, con này cần dây trong rất đẹp này, con cần dây trong của Daiwa. Cái con này thì nó còn mới và đẹp nha em, có sẽ phụ kiện thì nó sẽ có một cái bao vải của Daiwa này. Chính hãng theo cần nha. Và một cái nắp chụp này, đây nắp chụp của cần dây trong cho mình. Rồi con cần dây trong này là cần dây trong rút của hãng Daiwa, dòng Interline, độ dài là 3.5 m, độ cứng 30. 30 thì cũng dạng vừa thôi, hàng Daiwa xuất Nhật nha. Có cái mã code và tem vàng đầy đủ cho mình này. Con này còn mới. Ngọn cần thì đo cho mình xác cái này được á là ngọn 2.6 ly. Đây cái đầu bu xích nha. Phôi carbon này xoắn vân. Con này thì 3.5 m thì kèm cho mình là 4 lóng nha. Đây 4 lóng, mấy cái lóng của đó thì có đóng semi chống nổ hết này. Đây cái lóng sát dưới này lên thành hai da nha. Đây con này còn rất là mới. Thích hợp cho này mình câu ngâm câu đơn, hay mình buộc thẻo cho này mình câu tay gần tay vẫn được nha. Cứng tầm khoảng 5H cho mình á. Tay cầm cán mút bắt vặn đai qua chính hãng cho mình. Cân nặng con này là 330g, mã số 16, giá 700.000 nha. 700. Con này còn rất là mới cho này. Có lắp chụp bao vải kèm hết. Tiếp theo thì có một con cường dây trong của Daiwa luôn. Con này thì hai khúc bạo lực nha. Đây, Daiwa hai khúc của dòng Horolock. Con này có dòng Cbiz, cái dòng này của hàng Korea, độ dài là 2.3 m, cứng 80. 80 độ lên thì dạng cứng bạo lực rồi. Đây Korea xuất Nhật này có mã code tem vàng. Cần có rất là mới nha. Đây, cần có rất là mới. Ngọn con này tôi đo cho mình được cái này là ngọn sát, cái này là ngọn 3.2 ly nha anh em. Con này mình về mình lên khoen, mình câu ngâm câu đơn hoặc là mình có thể là mình luồn dây vẫn được nha.
Đây, tay cầm cán bút bát vạn Fuji DPS này. Đây, kiểu rất là mới nha. Trọng lượng con này là 270g, mã số 17, giá con này là 600.000. 600 nha. Rồi mã số 18 19 thì có hai con cần ISO xạ cần tay này, rất đẹp nha anh em. Mã 18 thì đây sẽ có một con cần ISO xạ cần tay, con này thì cần carbon 5m4 cứng 2, xạ tay hiện tại ra cho mình tầm khoảng 4H cho anh em. Mấy cái lóng của cần thì đã được cuốn chỉ này, đây cuốn chỉ chống nổ rồi nha. Và phôi con này là phôi hay da, đây cực kỳ đẹp nha. Con này anh em về câu cá rô, cá giết, cá mè để chép vào được này. Con này thì ngọn cần thì ngọn nhỏ, ngọn đặc cho mình nha, ngọn 0.8 ly. Đây độ cứng con này hiện tại ra cho mình tầm khoảng vào 4H cho anh em. 3/4H, ngọn đặc, ngọn tháp, long phục này, đây cái chỗ tháp cho anh em. Con này trừ cái lắm ngọn thôi, còn tất cả cái lắm còn lại của cần là phôi hay da hết. Đây cần ra thẳng nha. Xạ cần tay này, hàng nội địa Nhật. Đây mấy lắm của nó thì được hay da hết nha. Cái phôi này thì nó thì chắc chắn là phôi của dòng DFT này, nó sẽ có cái gân nổi nha. Đây cần rất là đẹp. Và tất cả cái lắm của cần á thì đã được cuốn chỉ chống nổi cho anh em. Đây, đã được cuốn chỉ chống nổi cho mình rồi. Đó. Rất đẹp nha, cái chỗ này thì cái pad tháo ra thì nó sẽ còn dính một số keo xíu xíu thôi. Tay cầm mới được làm nhám nha. Đây còn tay cực phê luôn. 5m4 cứng tầm khoảng 3/4H, cân nặng 150g, mã số 18, giá 700.000 nha. Phôi hai da 700. Mã số 19, con này thì con cần tay ISO xạ tay luôn. Con này thì tiền thân của nó là 6m3, độ cứng 2, ISO quen nhỏ như này. Thì con này đã được hụt nha, con này thì đã được hạ ngọn xuống một xíu rồi. Con này hiện tại nó còn là 6m1 thôi. Hạ 20 phân nha anh em. Hiện tại ngọn này là ngọn gần 2 ly, 1.9 ly á. Cũng được cuốn chỉ này và link keo đầy đủ cho mình rồi, chỉ kim tuyến. Thì độ cứng con này hiện tại cho mình là tầm khoảng 4H cho anh em. Đây còn 6m1, 4H nha. Đây ISO xạ cần tay. Đây, các lóng của đó thì nó sơn một bạc thế này. Đi kèm 7 lóng nha. Số lượng con này là 7 lóng này. Đó, con này về mình lại cắt chép, cá mè được này. Cái dòng ISO thì phôi nó sẽ dày hơn là cần tay zin. Đó, cuốn chỉ chống nổi rồi. Con này thì chỗ này cũng được tháo pá cho anh em, thì nó còn dính keo và xước sơn một xíu thôi, còn lại thì ok hết này. Cân nặng của cần là 300g, mã số 19, 600.000 nha. Đây 600 mà. Mã số 20 thì một con cần lưu hai khúc, con này thì cần carbon, máy đứng. Con này đã được hụt, nó bị hụt nha này. Nó được hạ ngọn xuống nha. Thì con này thông số này để cho mình giá rẻ thôi. Con này thông số cần là 7 feet là 2m1 nha, cứng là M. Thì con này thì nó hụt cho anh em, nó hụt 20 phân, hiện tại nó còn 1m9 nha. Thì con để cho mình giá 200.000 thôi. Đây để cho mình giá 200 nha. Hiện tại cứng tầm khoảng M, thông số tại môi cứng tầm khoảng vào 21-28g này, pad bích vặn nha, bằng carbon. Đây tổng thể thế này, cần carbon nha, khoen pad thường. Hiện tại nó hụt 20 phân nha, nó còn là 1m9 thôi. Để cho mình là giá 200.000 nha. 200.000 cho này về câu này, chơi nha. Mã số 21 là một con cần cắm gốc. Con này thì cần cắm gốc ngọn đặc nha. Con này thì ngọn của mình là ngọn đặc thủy tinh. Con này độ dài cần là 1m6 cho nên cần cắm gốc cho nên mình câu rít, câu biển. Con này cái dạng khoen của cần là khoen pad Fuji ấy nha. Khoen pad Fuji nằm sống này, lọ sữa xít này. Đây, cần rất đẹp nha, có dòng Neo Blend Care này. Đây. Con này độ cứng của cần nó rơi cho mình tầm khoảng và M tính theo cần lua như này, cần rít, ngọn là 2 ly. Tất cả khoen của mình là đều là khoen xít, trên này thì là khoen một chân, còn dưới này là ba chân và khoen nằm sống nha này. Đây khoen nằm sống sữa xít nha. Đó, cần rất đẹp nha. Tay cầm cán mút. Con này cực kỳ nảy luôn. Đây, cắm gốc nha này. Đây, cứng tầm khoảng M nha. Đã đem zip biển hay cung ngâm đều được này. Lùa lóc, lùa chẽm. Cân nặng của cần là 180g, mã số 21, giá 600.000. 1.6, 600 nè. Ngọn đặc thủy tinh. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần cắm gốc, mã số 22. Cái con này thì cứng, bạo lực rồi. Anh em mình zip mồi, zip biển và dạng zip hàng nặng cũng được này. Pop pin. Con này cần carbon, độ dài con này là 6.5, là 1m95 nha nè. 1m95 thì cũng dạng cứng bạo lực rồi. Cái thông số tại mồi con này á là từ 30-90g. Con này hỗ trợ PE từ số 1 nha đến số 3 cho mình. Độ cứng con này tầm khoảng vào MH nha, đến H cho mình đây. Thì cái tay cầm con này thì nó bằng cán mút này, pad bích vặn này, Fuji chữ vàng. Còn cái dạng khoen của con này đều là dạng khoen full xích nha, ba chân khoen bướm hết. Khoen đề ba của mình là khoen 30. Đây, cứng tầm khoảng MH. Tại mồi 90g cần lô thì anh em mình câu dít á, tầm khoảng 120-150g ok này, ngọn lớn nha, còn này ngọn hơn 3 ly. Đây, cầm gốc nha. Cân nặng của cần được là 320g, mã số 22, giá 1.600.000. Mã số 23 thì một con cần một khúc nha này. Đây, con cần một khúc máy đứng nha. Đây, cho nên mình câu ngâm này, câu ngâm câu biển.
Cái con này là cần một khúc máy đứng carbon, độ dài là 1m9 nha em. Khoen của mình là khoen Fuji 3 chân loại xi đất xám hết này. Đây, 3 chân loại xi đất xám nha. Con này thiên dạng là ngọn đặc, ngọn tháp. Ngọn cần thì đo cho mình xác định là ngọn 1.8 ly, nó sẽ hỗ trợ cái đầu bô xích chống xoắn này. Còn lại dàn khoen Fuji 3 chân xứ xám hết. 1m9 thì độ cứng của cần nó rơi cho mình tầm khoảng MH nha em. Đây, MH. Con này thì để cho mình giá rẻ thôi. Cho nên mình câu ngâm cô lăng xe, lùi lắc lùi chẽm được này. Đặt tay cầm cán mút bát vặn Fuji FPS 22. Gốc thì sẽ có một cái dây buộc của đại hiệp bảo hiểm của Daiwa này. Đây. Cân nặng con này thì là 200g, mã số 23, giá 600.000 nha. Đây 600 cho mình thôi. Một khúc 1m9. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một con cần một khúc, con này một khúc máy ngang, hàng nội địa Nhật nha anh em. Đây, nội địa Nhật của dòng là Saurus nha. Saurus này anh em biết rồi. Cái dòng thì cực kỳ là ngon luôn. Đây nội địa Nhật nó giống như cái dòng Gamma rồi cho mình á. Sau đó cái thông số con này thì độ dài con này là 5,6 1m68. Con này thì PE số 5 này, dàn khoen của mình là khoen Fuji Sit nha, 3 chân, máy ngang. Con này cho nên mình câu lua này, câu lua lóc, lua chẽm hoặc mình câu rít biển nha này. Đây phát vặn Fuji chữ vàng Sit này. Đây dàn khoen của mình là dàn khoen Sit hết. 1m68, tất cả dàn khoen đều là dàn khoen Fuji Sit 3 chân. Ngọn con này thì đo cho mình xác là ngọn 2 ly. Độ cứng con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào M đến MH nha này. Đây, M đến MH. Con này thì tải mồi nó ra cho mình tầm khoảng vào đây, thông số có sẵn này. Nó sẽ tải mồi cho mát cho tầm khoảng vào 80g. Con này thì mát PE nha, số 2 này. 1m68 nha anh em. Thì độ cứng tầm khoảng M đến MH cho mình rồi. Cân nặng của cần thì cân được là 200g, mã số 24, giá là 2 triệu nha này. Đây 2 triệu cho mình nha. Quen xích hết. Mã số 25. 25 thì một con cần lua một khúc máy đứng, con này một khúc nha. Con này khoen của mình là khoen gold này. Đây cực đẹp luôn. Con này mới cứng. Con này của hãng là Ryobi, con này thông số cần độ dài con này là 6,7 nha em. Thì chuẩn xác đo cho mình được là 2m nha. Đây thông số tải mồi từ 1,5 đến 10g. Con này tải cá từ 3 đến 10 là bao, hàng Korea xuất thị trường Nhật có mã code và tem vàng. Cái tay cầm con này thì nó bằng cán bừng nha, cán gỗ, bát vặn Fuji Gold. Dàn khoen Fuji Gold thế này. Đây loại xi đất xám. Con này độ cứng nó ra cho mình tầm khoảng L tới M thôi. L tới ML. Ngọn là 1.8 ly. Thích hợp anh em mình lua lóc, lua chẽm, mình lua cảm giác thôi nha. Nói chung một khúc thì lua nó sẽ ngon hơn cần hai khúc. Nhưng bù lại thì nó hơi bất tiện nha. Thì mấy con này thì vẫn đóng bóng nước và ship code là 30 ngàn một đơn thôi. Hàng đến thì mình nhận hàng đồng kiểm nha. Đây Ryobi, được kiểm cho hàng trước thanh toán. Cân nặng của cần là 120g, mã số 25. Giá là 1 triệu 2 nha. Đây 1 triệu 200 ngàn. Một khúc nha. Mã số 26. 26 thì một con cần hai khúc máy ngang. Con này cứng này, bạo lực này. Con này cần lưu máy đứng hai khúc 1.8 độ cứng hát. Cứng hát thì hầu như là gần cứng nhất rồi cho nên. Thông số tải mồi từ 25 đến 40g. Đây con này khoen pass là pass vặn Fuji này. Con này dàn khoen có mình là khoen thường nha. Đây khoen thường loại xứ đá xít. Thì ngọn là 1.5 ly, độ cứng là độ cứng hát. Cứng hát thì dạng như là cứng nhất rồi. Đây cho mình lưu bạo lực cho nên. Đây tay cầm cán mút này. Cần lưu hai khúc máy ngang. Cần thì có rất là sáng và đẹp nha. Con này cân nặng là 150g, mã số 26, giá 600.000. Đây 600 nha. Mã số 27 là một con cần Hechi 2 khúc cho mình câu bè. Con này cực đẹp luôn, của dòng Will như này. Will độ dài con này là 1m95 này. Độ cứng con này tầm khoảng từ 20. Dàn khoen Fuji 3 chân xứ xám hết này. Đây con này thì ngọn của mình đo xác được là ngọn 1.2 ly. Độ cứng tầm khoảng 20 nha. Thế là cho mình câu bè, câu cá nâu, cá rìa. Đây câu bè nha, câu ngâm. Gốc con này thì bằng cán gỗ và pass là pass gập nha, Fuji F6. Cân nặng con này là 190g, mã số 27, giá 600.000. Đây 600 nha. Mã số 28 là một con cần 3 khúc. Con này thì chuyên dụng cho mình câu ngâm, câu lăng xê. Đây, câu cá chép, cá mè này. Con này của hãng Ryobi 3 khúc, dài là 3m3 nha em. Con này thì khoen pass hoặc khoen pass full sit đây này. Đây khoen full sit 3 chân hết. Ngọn lớn nha, con này ngọn của mình là 3.2 ly, nhưng mà con này độ cứng tầm khoảng 50 thôi nha. 50 thì dạng vừa nha. Nó sẽ không cứng và không mềm lắm này. Đây, dạng vừa. Tay cầm con này thì nó bằng cán bừng và pass là pass vặn này, Fuji Gold. Dạng khoen là dạng khoen full sit nha, 3 chân. Thế là cho mình câu ngâm, câu lăng xê này. Đây. Cần còn sáng đẹp nha. Hàng Korea xuất Nhật. Cân nặng con này thì được là 430g, mã số 28, giá là 1 triệu này. Mã 29 và 30 thì có hai con cần hai khúc. 29 là một con cần hai khúc của dòng Alpha Tackle này. Alpha Tackle câu ngâm, câu lăng xê. Dài là 2m7, cứng tầm khoảng từ 30 đến 50 thì cũng dạng vừa thôi, cũng là hàng Korea xuất Nhật nha. Khoen pass Fuji hết. Đây, ngọn con này thì là ngọn đặc, ngọn tháp.
Ngọn có thể đo cho mình xác cái này được là ngọn 2 ly. Ở trong 30 đến 50 thì cũng dạng vừa, không cứng không mềm lắm. Đây phôi carbon xoắn vân toàn thân. Đánh chép cầu asum hồ tự nhiên được này. Đây. Hình phát tích cầu hai khúc nha. Cân nặng con này thì được là 240 g, mã số 29, giá 700 ngàn. Rồi mã số 30 cuối cùng thì một con cần hai khúc. Con này thì cũng của Alpha luôn nha anh em. Để Alpha tích cầu hàng Korea luôn. Cái con này thì phôi hai da đẹp hơn. 2m7 cứng 40. Nó cũng bằng con hồi nãy thôi. Không cứng lắm. Cũng là khoen pad Fuji hết. Đây lọ xịt đen. Ngọn cân thì cũng là ngọn 2 ly nha. Con này thì phôi hai da. Đây khoen Fuji pad Fuji hết. Cứng 40 thì dạng vừa, không cứng không mềm lắm này. Tay cầm cán bút pad vặn Fuji DPS luôn. Đây gốc sẽ có cho bộ bảo hiểm thế này. Cân nặng của cần thì được là 310 g, mã số 30 nha. Giá 700 luôn. 700 ngàn. Rồi thì ở đây sẽ có cho mình là ba mẫu cần, một số cước nha, bao vải và máy câu. Thì anh em ưng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại hoặc chốt đơn cái liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo nha, thì em sẽ hỗ trợ cho mình. Chụp hình từng mẫu cần, mẫu máy gửi cho mình tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc tất cả anh em có một ngày đi câu thật nhiều cá nha, nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại lần sau. Chúc các em một ngày tốt lành ạ.